Chào các bạn, mình xin kể tiếp cho các bạn nghe một câu chuyện tiếp theo. Đó chính là câu chuyện ma trong phòng trọ. Thì mình có một cô bạn đồng nghiệp rất là thân, cũng lâu rồi cũng không gặp lại cô này. Thì các bạn biết không, thì cái cô này rất là tội nghiệp. Thì cô ở quê, cô ở Quảng Ngãi các bạn. Thì các bạn biết là vô thành phố lập nghiệp á, thì cô phải đi rất là nhiều ngôi nhà để mà thuê. Thuê xong ở một thời gian thì phải chuyển đi chỗ khác, chuyển đi chỗ lại hoài các bạn, có khi một năm chuyển tới 4 lần. Thì cổ tìm được một căn nhà ở Tân Bình ha, ở Tân Bình thì ở ghép chung với lại hai người bạn. Thì cái phòng này có 3 người các bạn ha, cô bạn của mình và 2 người bạn nữa. Thì ở đâu cũng được 1 tháng thì cái cô này cũng hay mơ nhiều giấc mơ rất là kỳ lạ. Và một đêm nọ các bạn, thì cô này ngủ trước và cũng đau đầu mơ rồi nha. Thì kế bên cô đó cũng có một cô bạn ngồi kế bên. Thì phòng lúc này có 2 người thôi. Một cô bạn của mình á, thì đang nằm thiêu thiêu ngủ rồi, và cô bạn kế bên đang gọi điện cho người yêu. Thì cái người yêu của cô này nè đang nói chuyện qua điện thoại, thì mới nói: "Ủa em ơi, tự nhiên sao cái bên chỗ em ở có ai gây lộn hay gì mà anh nghe ồn ào quá, có tiếng 2 người đàn ông các bạn." Anh nói: "Ủa sao bên em có gây lộn hay gì mà anh nghe 2 người đàn ông đang gây lộn với nhau rất là ồn ào." Thì cái cô này nói: "Ủa cô này nhìn xung quanh ấy, tắm hoe các bạn, cái không gian khuya khoảng 11 giờ, 12 giờ nó im lặng ha, chứ nó không có ồn." Cô nói: "Ủa anh nói sao chứ bên em rất là im lặng." Cái này nó không có, anh nghe thiệt, nghe tiếng gây lộn. Cái cô này thì trong cái lúc mà 2 người đang nói chuyện á, thì cái cô bạn của mình đang nằm mơ các bạn, thấy 2 người đàn ông ha, không thấy được mặt nhưng mà thấy 2 người đàn ông đánh lộn với nhau ha, đánh lộn với nhau, đánh đến mức mà cái tủ các bạn, cái tủ mà trong cái phòng đó ngã sập xuống luôn. Các bạn biết là đánh mạnh cỡ nào, ngã sập xuống luôn và giật mình về bên ngoài cái tủ thiệt các bạn, cái tủ trong phòng đó ngã thiệt luôn, là cái 2 cô này giật mình các bạn ha. Các bạn thấy không ha, trong giấc mơ cô này ha, mình nói là trong giấc mơ cô này thấy 2 người đàn ông đánh lộn, đánh đến nỗi mà tủ ngã, thì ngoài đời ở bên ngoài tủ ngã thiệt các bạn, khiến 2 cô giật mình rất là sợ. Cái cô nó chết mồm: "Mày ơi, tao nằm mơ tao thấy 2 người đàn ông đánh lộn và cái tủ này nó ngã thiệt luôn mày ơi." Cái cô bạn kế bên đó: "Ủa chết mồm, lúc nãy tao nói chuyện với bồ của tao á, thì bồ của tao cũng nói là nghe tiếng đánh lộn, chửi lộn rất là ồn của 2 người đàn ông thì hai các bạn thấy rất là trùng hợp đúng không, trong cái lúc đó luôn, rất là đáng sợ. 2 cô này thức trắng đêm thì tính xuống hỏi bà chủ á, thì mà khuya rồi cũng không dám xuống hỏi các bạn, thì đợi, cũng ráng đợi tới sáng, cũng thiêu thiêu ngủ đợi tới sáng và hỏi lại. Thì nói chung thì người ta kinh doanh mà các bạn, người ta cũng không có kể đâu, người ta nói chắc tại là do trùng hợp hay sao đó, không có kể. Thì đó là một cái câu chuyện rất là ngắn thôi, nhưng mà các bạn thấy nó cũng rất là đáng sợ đối với cô bạn của mình, kể là thiệt nha. Và tiếp theo là một câu chuyện thứ hai các bạn. Thì mình cũng có một cô em, cũng là cô em đồng nghiệp, thì quê cô này ở Long An. Cũng hồi xưa thì cô bạn này ở đường Đình Chiểu và sau này dời về một cái chung cư ở quận 4. Thì cũng là những cái chuyến đi thuê nhà rất là gian nan để tìm ngôi nhà ưng ý chính mình các bạn. Nhưng mà khi vào rồi á, thì có những cái khiến cho mình cũng rất là nản các bạn ha. Ví dụ như mình gặp những cái trường hợp giống như cái bạn đầu tiên ban nãy á, thì nó cũng hơi nản thật. Nhưng mà cái bạn ở Quảng Ngãi lúc nãy á, thì quen luôn các bạn. Thay vì sợ và chuyển đi thì cô này cũng quen luôn, và cô ở đến bây giờ là cũng được khoảng 1 năm mấy rồi đó. Rồi trở lại cái cô em đồng nghiệp của mình ha. Thì cái cô em này của mình á, mình cũng không nói tên, nhưng mà cô em này nghe thì chắc cũng biết đó. Thì anh cũng xin phép kể câu chuyện của em cho mọi người cùng nghe ha. Thì cái cô em này thì nó lúc nhỏ thì nó cũng bị bệnh mộng du rồi các bạn ha. Và nó qua ở bên chỗ này á, nhiều khi tối á, nó ngồi vậy, nó nhìn cái tường, nó thấy tiếng Anh.
nhỏ bạn nằm cái bên hết hồn luôn các bạn. Đang ngủ nó ngồi vậy nó hát tiếng Anh mà nhìn vô tường á. Đáng sợ không? Rồi á, nhiều khi các bạn nó ngủ ha, nó ngủ thì thấy nó bị đè. Nó bị đè, nó thấy cái bóng đè trên người nó các bạn. Thì nó cố gắng nó ngồi dậy, nó cố gắng nó ngồi dậy. Mà nó bám vào tường. Tại vì ngay chỗ nó ngủ các bạn thì nó sẽ có một cái cửa lùa. Cửa lùa mình kéo qua kéo lại nè, qua bên kia là bếp là nhà vệ sinh. Cửa lùa các bạn ha. Thì nó ráng nó nắm cửa các bạn, nó bấu kia đè nó quá thì nó bấu cái cửa nó đi. Các bạn tin không, nó bấu mà mình tưởng tượng giống như là nó đang trườn lên cái tường đó các bạn, rất là đáng sợ ha. Khi mà nó bấu cái tường các bạn, nó đi được một khúc. Nó nhìn lại nó thấy nó đang nằm các bạn. Ghê không? Nó đi được tới cái cửa rồi nó nhìn lại thấy đang nằm trên chỗ nó đang ngủ á. Các bạn thấy nó như là hiện tượng mà như là xuất hồn á. Nó nhìn lại thấy nó đang nằm ngủ. Trời ơi. Nó ráng nó đọc, các bạn đọc kinh. Đọc kinh thì nó mới giật mình tỉnh dậy các bạn. Khiếp không? Giật mình nó tỉnh dậy. Mà nó ở trong cái căn nhà đó, cái ngôi nhà nó thuê hình như ở tầng 5, tầng 6 gì. Lâu lâu có người mở cửa hoài các bạn. Cửa cứ đẩy ra để vô hoài, cái cửa cái á. Được khi sợ quá là phải khóa luôn á các bạn. Chứ không có thể nào mà mở cái gió nó thông vô được hết á. Thì sau đó cũng phải là nhờ bạn trai cúng kiến này nọ thì sau này nó đỡ hơn rồi. Thì cô bé nó ở được một năm rồi các bạn. Thì qua những cái câu chuyện mà mình ở nhà mướn, nhà thuê, nhà trọ các bạn thấy không? Nó có nhiều cái mình đáng sợ lắm. Ví dụ mình bước tới một vùng đất mới mình không có biết được ở trong cái đó nó có cái gì. Đúng không? Nhiều khi xung quanh mình, hàng xóm, nhà mướn cũng nhiều mà họ cũng là người lạ thôi, họ đâu có giúp mình được cái gì đâu các bạn. Mà những người đó là những người người ta ở xe nha, ở xe phòng là ở chung đó, là đông rồi đó. Nó là đông mình sẽ đỡ sợ hơn các bạn ha. Mà đông nó còn như những trường hợp như vậy xảy ra đó các bạn. Nó chỉ là mình đi thuê mình ở một mình đúng không? Thì nói chung các bạn nào mà ở dưới tỉnh xa và lên Sài Gòn lập nghiệp đó, thì cũng nên xe phòng với nhau cho nó đỡ sợ các bạn ha. Chứ nhiều khi ở một mình, ví dụ ở nhà người quen thì nó ở những nơi lạ cũng hơi sợ ha. Thì đó là những câu chuyện mình kể trong cái tập này. Và hy vọng các bạn cũng yêu thích, các bạn cũng yêu mến. Nhiều khi ủng hộ mình một tí rồi ha. Thì cũng chúng ta cũng share clip hoặc là cũng like clip để ủng hộ cái kênh của mình. Và sắp tới mình sẽ kể thêm một vài câu chuyện nữa.